Em Đỗ trưởng Thanh Hóa xin kính chào tất cả quý vị, chú bác, chị em online trên toàn quốc nhé. Ngày hôm nay là ngày 3 tháng 10 năm 2024. Em Trường lại tiếp tục lên cho nhà mình những các cái đơn quế xếp của rừng Hòa Bình. Và hôm nay là em có sưu tầm được hai cái ngọn hoàng nhạn tháng 8 rừng Gia Lai cả nhà nhá. Hoàng nhạn tháng 8 Gia Lai, nhưng mà bây giờ là ở Thanh Hóa. Đấy, bây giờ là đang ở Thanh Hóa này. Đấy, và có cả vảy rồng các bác nhá. Thì em vào luôn mã số A1. Mã số A1 đây. Đấy, khỏi cần bảo hành nha các bác nhá. Đang nụ nhưng mà nụ nó bị hỏng rồi. Lá chỉ thiên với cái mã A1 này thì em bán ở cả nhà với cái giá là 600k. 600k mã số A1 600k. Đấy, 600k cả nhà nhá. Mã số A1 hoàng nhạn tháng 8 Gia Lai. Đấy, nụ này. Đấy, nụ của năm nay, nụ năm trước này. Đấy. Rồi, cắt nguyên bản nha các bác nhá. Cắt nguyên bản đây. Đấy, mã số A1. Tiếp đến là mã số A2. Rồi, con này thì lại càng không cần phải suy nghĩ, không cần phải bảo hành hay là lăn tăn gì luôn nhá. Đấy, một con hoàng nhạn tháng 8 Gia Lai, lá tiếp tục lá chỉ thiên này, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây. Chặt nguyên bản luôn, chặt nguyên bản rừng luôn các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, cái này là em vừa mới gọi là gặp một cô em người gốc Thanh Hóa. Đấy, gốc ở quê em luôn, là vào lập nghiệp lấy chồng trong Gia Lai và có coi như là cũng đang bập bẹ làm, đang bập bẹ là buôn kinh doanh này. Đấy, thì em nó có cái gọi là mối nho nhỏ thì mới điện cho em, thấy em bán kênh YouTube này thì mới bảo là anh lấy về mà bán. Thì hôm nay là em nó gửi cho em là đơn này là về nhà em là được 1 tuần rồi, để cây hồi cây ổn định khỏe mạnh rồi nhá. Với mã số A2. Đấy, hoàng nhạn tháng 8 đây, đang nụ thì rất là thơm rồi, đệ nhất hương mà. Đấy, hoàng nhạn tháng 8 Gia Lai nhá. Rồi, với cái mã này, mã số A2, em bán ở cả nhà với cái giá là 1 triệu nhá. 1 triệu này. Đấy, đang nụ luôn. Đấy, rất là quý luôn cả nhà ơi. Đấy, hoàng nhạn tháng 8 Gia Lai. Đấy, nhưng mà là đang ở Thanh Hóa cả nhà nhá. Đang ở Thanh Hóa. Đấy, hàng nguyên bản rừng Gia Lai luôn đây các bác này. Nguyên bản rừng Gia Lai luôn. Đấy, khỏi cần phải suy nghĩ lăn tăn luôn nhá, nụ rõ ràng luôn. Đấy, mã số A2, 1 triệu. Tiếp tục em vào ở nhà là một con quế xếp. Con này là cắt rừng của Pù Luông, Bá Thước, Thanh Hóa. Đấy, cái này nếu mà các bác nhìn trong video thì khả năng là các bác bảo là em bôi, vừa bôi mỡ nhá, vừa bôi dầu ăn. Đấy, bôi mỡ, bôi dầu ăn vào lá này, nhưng mà không phải các bác ơi. Đấy, với mã số A3 này, một mẹ hai cây con, chất lá coi như là còn gọi là không cần phải, không phải biết diễn tả nó như thế nào nữa. Đấy, nó bóng như kiểu bôi mỡ. Chất lá thì chất lá coi như là lá gân, lá ngân gân nhưng mà rất là bóng luôn. Đấy, cắt nguyên bản rừng đây các bác ơi, cắt nguyên bản rừng đây. Đấy, vừa mới cắt nguyên bản rừng đây. Cái này là dây buộc vào cho nó khỏi bị bung cái rễ nhá, nó an toàn luôn. Với mã số A3 này, 1.200.000. 1.200.000. Rất là đẹp luôn, rất đáng để mà sưu tầm các bác ơi. Đấy, cổ này, cổ lá này, chất lá này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, cây đẹp gọi là không lỗi, không gọi là mục cái gì, gọi là tì vết luôn. Đấy, còn cái này thì nó là nguyên bản trên rừng, nguyên sinh không thể tránh được. Đây này các bác này, nguyên sinh từ trên rừng không thể tránh được. Đấy, còn lỗi lầm do con người tạo ra thì không có nhá. Đấy, mã số A3 với giá 1.200.000. Đấy, một mẹ hai cây con, cái cây đang non tơ, chưa một lần ra hoa. Đấy, các bác xem này, một cây quế nó gọi là rất là đỉnh luôn, rất là đẹp luôn, mà giá tiền rất là hợp lý để nhà mình về sưu tầm. Sưu tầm một chất quế của Pù Luông, Bá Thước, Thanh Hóa nhá. Đấy, nhà mình nghe rõ giúp em. Đấy, bác nào mà đã từng chơi rồi thì các bác biết, còn bác nào chưa chơi thì nên sưu tầm và có thể tham khảo bất kỳ một shop nào hoặc bất kỳ một anh em nào nhá. Tham khảo về quế của Pù Luông. Đấy, hôm nay chỉ có một con duy nhất này thôi. Một con duy nhất là của Pù Luông nhá. Mã số A3 1.200.000 rồi. Tiếp đến là vào nhà với mã số 34. Một con lá gân tiếp tục, bản lá dày này, bản lá dày, chất lá xanh đen. Đấy, con này là cắt của Thanh Hóa nhá. Đấy, con này tiếp tục là một con của Thanh Hóa này, nhưng mà không phải rừng Pù Luông. Đấy, con này là rừng gọi là khu vực Bá Thước thôi. Với mã số A4 này. Đấy, hôm nay là em sẽ có những đơn em bán xả cho cả nhà nhá. Mã số A4 này. Đấy, mã số A4 này 380k này. Đấy, 380k mã số A4. Đấy, đấy là xả hàng rồi nhá. Giá rất là đẹp luôn, rất rất là rẻ. Một cây quế rất là đẹp luôn này. Đấy, cây gọi là
cũng không lỗi gì luôn, cái này là cũng ở trên rừng luôn này, đấy ở trên rừng nhá, 380k mã số A4. Tiếp tục em vào mã số A5, mã số A5 này em xả hàng cho cả nhà này, một mẹ một con lá chỉ thiên, mẹ lá từ gốc đến ngọn dài này 20, 40, 60, dài khoảng 55 thôi, dài khoảng 2, 4, 55, một mẹ một con, cây con là cao được 20 này, đấy cả nhà, đấy cây cao được cây con cao được 20 cả nhà nhé, cây con cao 20, cây mẹ cao 60, lá đẹp từ gốc đến ngọn không lỗi, cây này em xả được cả nhà, mã số A5, mã số A5 này với giá là 350k, 350 đấy, 350 là bắt được một cây quế lá chỉ thiên này, chất lá gân này, chất lá gân lá rất là dày nha, cây đẹp không lỗi luôn, chỉ có 350.000 thôi. Đấy hôm nay là em xả này, tại vì là tí nữa là em sẽ về là mở một nửa xe tải hàng nữa, đấy cho nên là những các cái đơn hàng này là em xả cho cả nhà đi. Đấy ví dụ như đơn này, những đơn này là bán có thể là phải 450k, đấy 450k bao ship thì mới có lời, nhưng mà hôm nay em bán 350k bao ship nhé, là coi như là thậm chí là lỗ chứ không có lãi đâu, lỗ này đấy, lỗ không lãi luôn, bán xả luôn nhé, 350k. Mã số A5, tiếp đến là mã số A6. Với mã số A6 này hôm phiên cách đây 2 phiên là em cũng có bán rồi. Đấy mã số A6 này này, với mã số A6 này hôm trước là em có bán với giá là 450k, 450k, hôm nay em bán xả cho cả nhà chỉ với giá là 350k thôi cả nhà nhé, 350k, một mẹ này, mẹ nó bị cái mẹ ngày xưa đây này cả nhà này, mẹ ngày xưa đấy nhá, đấy mẹ ngày xưa đây này thì là mất ngọn rồi, nó đẻ được 2 ngọn con ở trên này và có 2 ngọn con và một ngọn bé tí ở dưới này nhá, là tổng là được 4 ngọn này, 4 ngọn to này và một ngọn con bé này, đấy xả được cả nhà. Mã số A6 với giá là tiếp tục 350k, tiếp tục mã số A6 350k nhá, đấy hôm trước bán 450, hôm nay bán 350 này, đấy bán xả luôn. Đấy, tại vì là hôm nay là về rất là nhiều hàng luôn cả nhà nhé, em đang phải gọi là quay rất là cấp tốc, rất cấp tốc để mà lên bản để đi lấy hàng này, anh em thợ rừng là vừa mới gọi. Đấy, nhanh đem tiền này để còn đi uống rượu. Đấy, vừa mới gọi xong đây, mã số A6, tiếp tục mã số A7 này, mã số A7 đây, mã số A7, mã số của ngày hôm trước là bán 350 đây này cả nhà này, đấy cả nhà thấy không ạ, 350. Hôm nay em xả con này chỉ với giá là 280.000, mã số A7, 280.000, tất cả đơn hàng em bao ship rồi nhá. Đây cả nhà xem, em không bao giờ nói sai. Đấy, em xả này, hôm trước là 350, hôm nay em bán xả là chỉ còn 280. Chất lá dày, lá to nhá cả nhà nhá, một cây. Đấy, cây rất là tươi tắn luôn cả nhà này. Cây rất là tươi tắn luôn. Đấy, mã số A7 280.000 nhá cả nhà nhá. Đấy, mã số A7. Đấy, con này là hàng này là hàng bóc của Hòa Bình này. Hàng bóc rừng Hòa Bình nhá. Đấy, bóc rừng Hòa Bình nhá. Mã số A7 280.000. Tiếp đến là mã số A8. Mã số A8 này. Đấy, mã số A8 một con lá nhựa này. Lá từ gốc đến ngọn, cây đẹp không lỗi nhá. Cây đẹp không lỗi lầm gì luôn này. Đấy, con này bán ở cả nhà với giá là mã số A8 này là với giá là 190.000 đi. 190.000. Đấy, bán xả nhanh luôn này. Đấy, bán xả nhanh luôn, 190.000 một con quế xếp tháng 8. Đấy. 10 ngày là lại đi gọi là bán rẻ một ngày các bác nha. Mã số A8 190.000. 190.000 cắt nguyên bán rừng đây cả nhà này. Cắt nguyên bán rừng. Đấy, cái khúc cổ không biết loại gì nữa mà đỏ lừ lên như thế này này. Đấy. Để cắt chu bằng đi cái. Mã số A8 190.000. Đấy, tiếp đến là mã số A10. Đây, mã số A10. Con này bản lá là được hơn 5 cm đây cả nhà này. Con này bản lá hơn 5 cm. Và con này cũng là cái đơn hàng của ngày hôm kia. Đấy, thì hôm nay là em xả tiếp, xả này. Đấy, hôm nay là em lên em xả hàng nha. Con này hôm trước là em bán 600k này, bởi vì là bản lá rất là to. Bản lá nó được hơn 5 cm. Đấy, một mẹ chưa con. Với mã số A9 này, hôm trước em bán là 600k đây này. Hôm nay bán xả cả nhà với giá là 450k. Đấy, 450k cả nhà nhá. Đấy. Bán để còn có chỗ để còn nhập hàng mới về các bác ơi. Đây, lá cây nó xanh mướt luôn, mượt luôn. Chỉ có một cái đốm này là bị cháy nắng từ trên rừng này. Đấy, quế Hòa Bình các bác nhá. 450.000 mã số A9 này. Mã số A9. Đây. Đấy, hôm nay là hôm nay em xả hàng để về hàng mới cả nhà nhá. Về hàng ngày nào cũng về hàng mới, nhưng mà hôm nay là về rất nhiều.
hôm nay là về rất nhiều hàng cho nên là em phải bán nhanh để em còn có chỗ em nhập hàng và xoay vòng tiền. Đấy, với mã số 29 450.000, bản lá hơn 5 cm. Chất lá gân, lá rất là dày luôn. Lá phải nói là rất là dày, cực kỳ dày nhá. Rồi. Tiếp tục đến mã số A10. Con này là đây, mã số A10. Con này hôm trước bán cho các bác với giá là 400k này, một mẹ một con này, một mẹ một con. Đấy, bóc rừng, con này là con rừng của Thanh Hóa cả nhà nhá. Con này rừng Thanh Hóa này. Đấy, rừng Thanh Hóa nhá. Một con này là hôm trước là bán với cái giá là con này là như là hôm trước là bán 350. Hôm nay em bán được cả nhà với giá là 260.000 mã số A10. 260.000 mã số A10, một mẹ một con. Đây, lá từ gốc đến ngọn luôn. Lá từ gốc đến ngọn luôn. Các bác về các bác trồng đứng cây lên như thế này luôn. Đấy. Các bác xem nó có giống như cái thế của con rắn không? Đấy, con rắn hổ mang này, chiều cao được 2, 4, 60 cm, lá từ gốc đến ngọn, cây đẹp không hề lỗi luôn. Cây đẹp không lỗi nhá. Đấy, các bác xem này, cây đẹp không lỗi lầm gì luôn. Chỉ 260.000 các bác có một cây quế cao gần 1 m để các bác về các bác ghép lên chậu hoặc là ghép lên cây này. Quả của năm nay vừa mới ra hoa là bây giờ ra quả rồi đây. Đấy. Tất cả em bán lên cho các bác đều là chất lá dày nhá. Đều là chất lá dày. Rất là dày luôn, em sờ vào lá là các bác biết cái độ dày này. Đấy, rất là dày luôn. Đấy, rất là dày luôn. Chỉ là lệch nhau giữa cái độ mà lá dài, lá ngắn, lá to, lá nhỏ thôi. Còn tất cả hàng em bán là hàng Thanh Hóa Hòa Bình là đều là chất lá dày cho các bác. Đấy, mã số A10 260.000. Tiếp đến, mã số A11. Một con nguyên bản. Một con nguyên bản này. Đấy. Là lá là, đây, lá có như vai ngang đây này, vai ngang. Với mã số A11 này, bán ở cả nhà với giá là 180.000 đi. 180.000 mã số A11 đấy, xả hàng nhanh gọn luôn. Đấy, với những đơn này mọi ngày là em sẽ bán nó rơi vào khoảng 250 này các bác này. Hôm nay em chỉ bán là 180. Ơ em không tắt được cái chuông này em ơi. 180.000 này. Đấy, mã số A11. Đấy, mã số A11 nhá, 180.000. Đấy, 180.000 mã số A11 này. Đấy, cắt nguyên bản rừng. Rất là đẹp luôn, giá rất rẻ luôn. Tiếp tục là một con quế nguyên bản nữa này. Đấy, với con này là bán cho các bác với cái giá là 230.000 mã số A12, 230.000 cắt nguyên bản rừng. Đây, mới vừa cắt đây. Đấy, tươi rói rói luôn nhá. Đấy, mới vừa cắt luôn. Đấy, cái lá này thì đây, đấy, không ảnh hưởng gì luôn nhá. Cắt đi cái là đấy. Nào, mã số A12 230.000 cả nhà nhá. Đây, một con quế cắt nguyên bản mới vừa chặt đây. Đấy, các bác thấy anh em thợ rừng ở trong Thanh Hóa em chặt những các khúc gỗ mà nó đẳng cấp chưa, gọi là mịn còn hơn cả cưa nhé. Cưa nó còn có vết, đây chặt được không một vết luôn. Rồi, tiếp tục là mã số A13 này, một con rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đấy, với con này là con này bán ở cả nhà với giá là 390.000 A13, 390.000 390.000 này các bác này. Đấy, đấy, tiền nào đi với lại là cây đấy cả nhà nhá. Thật sự luôn, chất cây. Đấy, nhưng mà gọi là hôm nay là em xả, thực sự là xả luôn. Đấy, với những cây này là tất cả anh chị em, cô dì chú bác đã xem like, xem video của em thì sẽ biết. Với những con này thì ngày thường, những ngày khác là em bán nó phải rơi vào khoảng 500 đến 550.000. 550.000 này, hôm nay chỉ có 390.000 thôi. 390.000 một con quế nguyên bản đây. Đấy, xả hàng nhanh luôn cho các bác để các bác về có cây chơi này. Đấy, cây rất là tươi tắn, đẹp, đảm bảo. Đấy, gọi là ở ngoài như thế nào, trong video nó như thế luôn cả nhà nhá. Không bao giờ em gọi là nói quá lên hay như thế nào đâu. Đấy, bởi vì là hàng các bác chốt xong rồi em còn gửi hàng về cho các bác. Các bác còn nhận hàng và kiểm tra hàng đúng cây đẹp và đúng như lời của em Trường nói thì các bác mới nhận hàng và thanh toán tiền. Đấy, em không nói bảo là cây nó vàng hay cây nó dập mà bảo là thế này thế kia nhá. Đấy, cắt nguyên bản này rất là đẹp luôn này. Đấy, cắt nguyên bản này. Đấy, đây cả nhà xem kỹ giúp em nhá. Đấy, đây quay hai mặt này, mặt ngang này, mặt trước, mặt sau này. Mã số A13 390.000, quá rẻ luôn cả nhà ơi. Đấy, không riêng hôm nay các bác không chốt nhanh thì là ngày mai là lại là quay trở lại với cái mức giá bình thường. Tiếp tục một con quế Hòa Bình. Đấy, đây cắt nguyên bản đây này,
đấy, vừa mới chặt luôn, vừa mới chặt luôn là đang gọi là đấy, đây, đấy, chặt đây, chất lá nhựa nhé các bác nhé, chất lá nhựa với con này mã số A14 với con này là 420.000 đấy, giảm một lúc 80.000, giảm một lúc 80.000 này, như con này là giảm một lúc 80.000 này. Cây là lá từ gốc đến ngọn này các bác xem này, từ chip lên này, đấy, từ cái lá bé bé lên này, đấy, đây, lá vẫn giữ được cái lá chân này, vẫn giữ được cái lá gốc này, lên này các bác xem thấy chưa? Đấy, thấy chất cây nó đẹp không ạ? Đấy, lá nhựa này, lá như kiểu bôi mỡ luôn này. Rồi với mã số A14, 420.000 các bác nhé, 420.000. Tiếp tục đến mã số A15. A15 này hôm trước em bán cho các bác 1.200.000 này. Bản lá con này nó là 5 phân 3 hay là 5 phân rưỡi đấy. Đấy, mà hôm em bán là 1.200.000 này. Chiều cao cây này được 2, 4, 6, 70 cm. 1.200.000 hôm nay em chỉ bán cho cả nhà với giá là 800.000. Đấy. Xả một lúc 400 đúng không? Xả lúc 400.000 này. Xả. Đấy, bán lỗ luôn, cắt lỗ, lỗ nặng luôn này. Một con quế chất lá gân, lá to nhá, bản lá đều răm rắp luôn, cứ từ tầm khoảng tầm 4 cm mấy cho đến hơn 5 cm này. Đấy, cao được 70, chưa có con. Đấy, chỉ bị lỗi cái lá này. Đấy, cái lá này là nó bị cháy nắng này. Còn bên này là khả năng là bị con gì nó ăn này. Đấy, nhưng mà ở gần gốc thì không ảnh hưởng gì nhá các bác nhá. Đấy, mã số A15 800.000. A15 800.000. Rồi, chốt 800.000 đi. Bán 800.000 cho các bác này. Bao ship tất cả các đơn hàng em bán ở nhà mình là em đã bao ship nhá. 800.000 các bác có một con quế phải nói là VIP. Quế tức là với cái giá tiền này nó là thuộc vào là quế VIP rồi các bác nhá. Quế VIP tầm tiền triệu trở lên nó là được tính vào là quế VIP rồi, quế chất lượng rồi. Đấy. Này. Quế Hòa Bình. Quá đẹp luôn. Rồi. Tiếp tục lên cho các bác với mã số A16. A16 này. Với con này là hôm trước em bán với giá là 650.000 này. A16 650.000, đang còn có tờ giấy đâu đây. 650.000. Đây, chất lá gân, lá cũng rất là to. Đấy, nó có một cái vẹt ở đây là quá trình vận chuyển về các bác nhé. Đấy, bởi vì là lá nó rất là dày. Lá rất là dày, chỉ cần đụng nhẹ vào, không may gọi là chỉ sơ sảnh 1% thôi là nó đã bị rồi. Đấy, cho nên là không thể tránh được cái quá trình vận chuyển về nhé. Một mẹ chưa có con. Với con này hôm trước bán 650.000. Có một cô chốt cho em là với giá là 600. Đấy, 600 nhưng mà em vẫn không ra. Đấy, hôm nay em bán được ở nhà chỉ với giá là 500k, mã số A16, 500k. Cắt lỗ 150.000. Đấy, cắt lỗ một lúc 150.000. Đấy, nếu mà cô đấy là người ở Hà Nội nhá. Nếu mà cô hôm nay cô có xem được video. Đấy, thì thông cảm với cháu. Tại vì là hàng về là bọn cháu bán là nó cũng phải có lãi. Nếu như hôm nay mà anh em thợ rừng không báo về nhiều hàng là cháu không xả lỗ như thế này đâu. Không xả lỗ như thế này đâu. Đấy, bởi vì nhà rất là chật là một, cái thứ hai là vốn quay vòng cũng rất là hạn hẹp. Đấy, cho nên là phải bán thôi. Phải bán nhé. Chứ nếu không thì cho lên vườn là cũng là có lời rồi. Cho lên vườn cũng là có lời với những con quế như thế này. Đấy, bản lá to, lá gân, lá dày. Đấy, một mẹ chưa có con. Đấy, cắt lỗ hôm nay chỉ bán với giá 500.000. Cắt lỗ 150.000 cô nhá. Và cả nhà nhá. Đấy. Tiếp tục. Đây, con này một mẹ ba con. Đấy, các bác mà xem lại video các bác có thể là các bác nhớ được này. Đấy, con này nó bị cháy nắng này. Nó bị cháy gọi là bị đen xì luôn, bị cháy đen xì luôn. Đấy, mất nguyên cả một cái phần lá như này. Nhưng mà phần thân là không có gì nhá. Phần thân đây, ngọn vẫn đi, vẫn đẹp long lanh luôn. Đây, lá này, lá chất lá gân, lá dày này. Đấy, chất lá gân, lá dày. Đấy, đây. Lá gân này các bác xem này. Đấy, lá nó lên gân. Lên gân nhá, chứ không phải là lá nhăn đâu các bác nhá. Lá nhăn khác mà lá gân khác nhá. Đấy. Với mã số A17. A17 này hôm trước em cũng bán được cả nhà với cái giá là 600k này. 600k, hôm nay em bán được cả nhà với giá là chỉ 420.000. 420.000. Đấy, bạn không cần phải suy nghĩ về giá luôn. Đấy, thích là đọc giá luôn, bao nhiêu là đọc luôn này. Đấy, cũng không phải nghiên cứu, không phải suy nghĩ cái gì cả. Đấy, bởi vì đã nói là cắt lỗ là
là cắt 420.000 một con quế, một mẹ ba con đấy. Đây các bác về các bác ghép lên như thế này là các bác có một giò quế để các bác chơi. Nếu không ưng ngọn con, ngọn mẹ các bác cắt đi, cắt ngọn mẹ đi, chỉ cần trồng ba ngọn con này là các bác so với cái mức giá tiền bỏ ra nhé, bỏ ra với mức giá tiền chỉ 420.000 là các bác sở hữu được một cái giò quế này, một giò quế lá gân, còn ngọn mẹ này các bác vẫn giữ nguyên và các bác làm con đấy. Còn nếu không thì các bác trồng như thế này đấy, các bác trồng gọi là đứng lên như thế, kiếm cái khúc lũa dài ra như thế này đấy, ốp vào như cánh tay của em như thế này luôn nha. Đấy rồi, mã số 17 420.000. Tiếp tục vào số mã A18 này đấy, A18 một con quế, tiếp tục lại một con quế, con này con lá gân này, các nguyên bản rừng này, một mẹ chưa có con nha, một mẹ chưa có con, cắt lỗ cho các bác. Con này chỉ với giá là 160 này, 160 A18 160.000 đấy, 160.000 cả nhà nhé, 160.000. rồi tiếp tục vào con mã số A19 đây, A19 rồi, A19 con này bán cho cả nhà với cái giá là 320.000, A19 320.000 cả nhà nhé, 320.000 đấy, cắt lỗ cho cả nhà này, 320.000 đấy, 320.000 cả nhà nhé, đấy 320.000 quá đẹp luôn cả nhà ơi. Này một con quế quá chất lượng, giá rất hợp lý rồi, chỉ có 320.000 cả tiền cước rồi, cả tiền ship rồi nhá. Các bác nhận hàng là chỉ có thanh toán 320.000 thôi là đã có một cái ngọn quế như thế này để chơi. Đấy. Đấy là mã số A19. Tiếp tục em vào cho cả nhà với mã số A20. Một con quế lá như kiểu là lá mít luôn, gần như lá mít luôn cả nhà ơi. Đây. Đấy, gần như lá mít luôn này, lá rất là tròn luôn. Đấy cả nhà thấy không? Lá rất là tròn và đẹp này. Đấy. Với mã số này A20 này, con hàng mới về hôm nay, tiếp tục lại một con hàng mới về hôm nay, con này bán ở nhà với giá là 620.000 nhé. Đấy, 620.000 một mẹ một con này. Đấy, các nguyên bản đây. Đấy, khúc cổ nó rất là nhỏ nhắn thôi, về các bác có thể ốp thêm gỗ hoặc là cho vào chậu được. Đấy, các bác xem cái cổ lá này, những các cái cổ lá như thế này nhé, em khẳng định với cả nhà luôn là càng ngày về mình chăm, càng ngày lo lá nó càng mở ra, nó mở ra và nó to ra nhé. Đấy, cây thì ok đẹp. Đấy, em quay từng gọi là từng cái lá luôn cho cả nhà xem này. Đấy. 620.000 mã số A20. Đấy, mã số A20 620.000 cả nhà nhá. A20 620.000. Đấy, bản lá con này cũng gần 5 cm này, gần 5 cm. Tiếp tục em vào cho cả nhà là cái đơn vải rồng đi. Đấy, cái đơn vải rồng. Như thế này. Rất là nhiều luôn, về các bác ghép được mấy giò luôn này, kể cả nếu mà bác nào mà mua sỉ về các bác nhìn hàng nhé, nhìn hàng đây, mã số A21 đây, nguyên một cái gọi là một cái bìa cắt tông vải rồng như này đấy, trọng lượng nó rơi vào khoảng tầm 3 kg, 3 kg nhé, em bán được ở nhà với giá là 450.000 3 kg. Đấy, như cái đơn này là hôm trước là em bán là hai đơn này là bán với giá là 408 này, 500 này. Đấy, hôm nay em gộp lại cho cả nhà. Em gộp lại cho cả nhà nhé, mã số A21 nhá. Đấy, vảy rồng rất là đẹp luôn. Đây. Đây này cả nhà xem này, đấy. Đây nhá, vảy rồng nhá. Hoa vàng rất là đẹp luôn. Đấy. Rồi, thì cái phiên chợ ngày hôm nay em xin kết thúc tại đây, phiên chợ ngày 3 tháng 10 em xin kết thúc tại đây, là hẹn các bác vào phiên chợ ngày mai ngày 4 tháng 10 cả nhà nhé. Chúc cho cả nhà là sẽ sưu tầm được những cái đơn hoa lan vừa hợp với túi tiền và đẹp. Đấy, đẹp nhá. Em xin xuống video tại đây ạ.